Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Daily Technical Analysis của Tiếp viên Việt Nam. Từ trung ngày hôm qua thì đồng đô la đã suy yếu cuối và phiên Mỹ. Ngay đã bắt đầu vào phiên Mỹ thì đồng đô la dần co nhau qua lại và cuối cùng khi đóng phiên thì phiên đô la đã suy yếu rất là mạnh. Thì nhưng mà điều đáng nói nhất ở đây đó là thị trường nó tạm thời nó chia ra là hai mảnh ha. Một mảnh đó là cái nhóm hàng hóa thì là bất ngờ nhận được sự tăng trưởng là bao gồm các AUD, NZD và Canada. Còn riêng các mảnh đồng tiền khác như là Euro, GB với lại CHF thì là mang hơi hướng giảm, nhưng mà nó giảm không bao nhiêu cả. Từ trung thì nó vẫn là phản ứng tăng khá là nhiều so với đồng đô la Mỹ. Riêng con GBY trong ngày hôm qua thì nó có ảnh hưởng bởi một yếu tố, đó là bên Fed họ đang công bố bán các trái phiếu 2 năm, 3 năm và 5 năm. Thì những cái chuyện này thì nó vô tình ảnh hưởng và hỗ trợ. Đấy, và hỗ trợ cho đồng USD tăng trưởng lên. Và đến lúc này G đang là đồng tiền yếu nhất, nhưng mà thường là những cái động thái này nó chỉ mang tính chất trong ngắn hạn mà thôi. Đến đây hôm nay liên quan tới G thì chúng ta vẫn có thể theo dõi và tìm kiếm những cơ hội giao dịch được nhé. Hôm nay thì thị trường thì cũng không có thông tin nhiều quá đặc biệt về nổi trội cả, và nó đang cận kề cái bài phát biểu của Powell vào ngày thứ năm, cũng giống như là hội nghị sắc sơn. Vậy nên là nhiều khả năng thì ngày hôm nay là đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ còn tiếp tục đi ngang. Đấy, đi ngang, và nói chung là cả thị trường đều đang sẽ giao dịch trong một cái biên rất là thận trọng để đợi cái bản tin quan trọng vào ngày mai và ngày mốt. Thế nên nếu như ngày hôm nay thị trường vẫn tiếp tục buông giá thì chúng ta cũng không lấy gì là bất ngờ nhé. Mình cứ bình tĩnh thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài góc độ kỹ thuật của một vài con mà cảm thấy là như ok nhất trong tuần này sẽ như thế nào. Rồi, mình sẽ dành thời gian để nói với con Uzi đầu tiên. Hôm qua thì chỉ có mỗi Uzi nó yếu nhất thôi, và câu chuyện nó kéo theo toàn bộ các cặp Uzi khác đều tăng trưởng. Ấy đều tăng trưởng, còn gần như là các cặp chính thì không có quá nhiều sự biến động trong ngày hôm qua. Kiểu giống như tụi nó vẫn đang dao động ngang chủ động ha. Thì giống như lúc nãy tôi có đề cập đó là cái chuyện Uzi nó yếu và bắt nguồn từ một cái sự kiện, đó là bên Fed họ công bố họ bán trái phiếu 2 năm, 3 năm và 5 năm. Thì nó tác động và khiến cho Uzi yếu. Thì câu chuyện ở đây là cái gì? Là trước mắt á, là mình sẽ thấy là con G này chuẩn bị nó phản ứng và chạm phải cái kênh giá giảm này rồi ở trên khung daily. Mặc dù là nhìn cái daily này khá là nhóm nha, khá là nhóm về cái vùng zone hiện tại trên tháp 4 á, là vùng supply zone hợp lưu với lại cái cạnh của cái kênh channel này. Thì do đó là mình sẽ nên theo dõi. Nếu như mình đo theo biên sóng á, thì vẻ như là cái biên sóng này nó chuẩn bị nó đi đến cái cuối rồi, có nghĩa là phạm vi nó sẽ hướng về tới tầm khoảng là 1.6.6. Đấy, thì ngay cái vùng zone hiện tại này thì mình theo dõi thử phản ứng của nó ra sao. Được không? Còn nếu như mà mình vẫn có thể chấp nhận những chiến lược kênh sell cũng được theo cái biên sóng giảm này với lời vượt quá khỏi đỉnh. Như vậy lời khuyên ở đây là mình sẽ cần phải đợi vào on ngày hôm nay để confirm. Lý do là sao? Nghĩa là cái zone này lần lượt là ba cái H4 của phiên Mỹ nó đã phản ứng và đánh rớt xuống rồi, nhưng mà thật sự ra mà nói thì cái trái phiên án này là tiếp tục đứng lên nữa, có nghĩa là hiệu ứng nó còn và phản ứng giá của nó vẫn chưa thật sự đẹp. Mình nên đợi vào để mình coi thương mại thì nó rõ ràng hơn sao nhé. Rồi mình sẽ nhìn chút xíu liên quan tới đồng euro. Thì euro tự trung ngày hôm qua là một cái nến đánh tăng trưởng lên ha, và nó khỏa lấp lại cái đà giảm của ngày hôm thứ hai. Thì giá đó là gần như euro nó cũng không có quá nhiều sự thay đổi cả. Thì lúc này thì nó vẫn đang dao động vòng vòng ở trong cái biên tam giác này mà thôi. Và dự kiến thì nó sẽ có một nhịp tăng trưởng lên tiếp, rơi vào tầm khoảng là 85-86 là chúng ta có thể chấp nhận được sell nhé. Còn ngoài ra là nếu như mà giai đoạn hiện tại đã đánh rớt gãy xuống luôn, vòng lại tới vùng đề main zone này là tiếp tục đánh lên trong cái thế tam giác lớn thì cũng chả có gì bất ngờ hết. Kiểu giống như là euro nó sẽ tương quan nghịch với lại cũng đô, và nên tụi nó có khuôn hướng chạy ngược chiều nhau thì mình cứ bình tĩnh thôi. Giá lúc này vẫn đang dao động ở dưới EMA 200. Ok, còn riêng con G á, con G lúc này mới mệt nha, tại vì hôm qua tôi mới nói là con G mà nếu như nó đánh rớt xuống thì nó ok, còn tại đây tụi nó lại có khuôn hướng nó đánh lên và nó liên tục nó tạo ra những cái vùng có khúc swing tụi nó đánh lên như vậy ấy. Thì con G thời điểm này khá là nhọc nhằn để mình có thể tìm kiếm những chiến lược giao dịch. Còn nếu như mà nhìn trên khung daily của nó, nhìn trên lực daily á, thì mình sẽ cần phải tìm kiếm một cơ hội kênh buy ngày hôm nay thì vẻ như này nó sẽ hợp lý hơn. Nếu như đã trong intraday nhé, thì những nguồn kênh buy là những nguồn swing ở bên dưới này. Đấy, còn lời khuyên của tôi đó là con G thời điểm này đánh rất là khó, khó nhất là trong cái khâu là đặt SL. Mình cũng chả biết đặt SL chỗ nào cho nó giỏi ha. Thì do đó nếu mình đánh khảo thả cái thì nó rất là dễ nó liếm stop loss của mình, về chuyện này nó không nên thế nào cả. Thì một con mà nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro như thế thì chúng ta sẽ không nên giao dịch đâu. Thì cái euro cũng không hợp lý luôn. Thì con Uzi thì mình có thể mình tham khảo và mình giao dịch được trong ngày hôm nay. Hãy riêng các cặp hàng hóa như là UCAD, AUD và NZD
OCAD LD là thì con OCAD kế hoạch của mình hôm qua là mình đợi nó đánh rác ra khỏi cái downgrade để mình tìm kiếm cơ hội canh mai, nhưng mà không diễn ra được. Đấy, New Zealand thì lúc này vẫn đang chạy vòng vòng và phản ứng ở trong cái trendline này mà thôi. Nhưng mà một trong những cái điều khá là nhạy cảm thời điểm này thì có vẻ như là con New Zealand nó đang set up để cho nó đánh lên trong một mùa sóng nắng hạn nha. Nghĩa là nó phản ứng với lại cái vùng cũ này và đang có khuynh hướng một nhịp đánh lên trong ngắn hạn. Thì do đó là đối với các cặp N khác á, tôi thấy là với con N CFE và con N CAD á, cả hai con này nhá, thì tụi nó đang bắt đầu đi vào cả đoạn cuối của cái biên giảm rồi. Thì do đó là đối với các dòng N á, riêng hai con này thì chúng ta bật chế độ theo dõi, hãy mở chế độ theo dõi để chúng ta đợi những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn và chúng ta có thể giao dịch khoản này trên sắp tới. Nhưng mà chắc nhanh cũng phải ngày mai à, này tôi nói thật á, nhanh cũng phải ngày mai à, chứ ngày hôm nay thì thường dự kiến là chạy lừ đừ lắm. Hãy ví dụ như con N CFE này nhé, mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ đánh break ra khỏi cái downtrend này. Thì ở đây nó đang tạo lập ra được một cái thế tích lũy giảm này. Rất đẹp, cái tích lũy giảm rất là đẹp. Kiểu như tụi nó đang tích lũy rồi. Và màu đây là màu đánh gãy nha, màu đây là màu đánh gãy. Chẳng qua là ở phía trên nó còn kẹp phải là cái trendline thôi. Đấy, thì do đó là mình xin nên đợi cái nhịp đánh break ra khỏi đó. Sau đó chúng ta sẽ căng retest ngược lại vì chúng ta tìm kiếm một cơ hội trên mua lên. Chứ tôi không có nghĩ đánh nhịp break out này nhé. Nhịp này đánh break out có nghĩa là đánh cũng được đó, theo cái biên sideways quay giảm này thì cái đánh cũng được đó. Đấy, nhưng mà nó sẽ khá là nguy hiểm á. Cái nguy hiểm thì mình đợi kịch bản này diễn ra an toàn hơn. Nợ cát cũng sẽ như vậy, nhưng mà con nợ cát nó sẽ đắp đẹp hơn luôn. Nghĩa là sẽ đắp theo biên sideways quay đi lên luôn nha, chứ không phải là theo biên sideways quay lúc nãy mà phải đợi break out gì đâu. Đấy, thì mình cũng đợi kịch bản y chang như thế ha. Thì do đó là đối với con nợ, mặc dù là cái biên nó không đẹp nha, nhưng mà cái thế nó đang sẽ đập đánh lên, được không? Cái thế này là thế đang sẽ đập đánh lên, thì nó sẽ đánh lên và biên ngắn hạn trước mắt sẽ rơi vào tầm khoảng 59 á, rồi tầm khoảng 59. Còn AOD thì lại không rõ nhé, AOD thì thật sự không rõ, AOD vẫn đang dao động vòng vòng ở trong quanh cái biên này thôi, để là không có được điểm chúng ta giao dịch luôn. Thế nên chúng ta cũng sẽ nên đứng ngoài. UK thì kế hoạch của mình sẽ đập đã thất bại rồi và mình sẽ còn một nhịp thịnh hơn tiếp theo. Còn UCFF á, thì lúc nãy đang đi giảm xói mòn rồi. Thì đoạn này thì cũng gần như không giao dịch được, kiểu giống như con này chạy y chang như đô ha. Lúc này nó đô chạy xa thì nó sẽ chạy y chang như vậy. Đấy, và cuối cùng á là con Dow Jones, con chứng khoán Mỹ, thì nó đã đạt được cái mốc đỉnh rồi. Và cũng có thể là do chứng khoán nó tăng quá mạnh như này thì vô tình áp lực lên tất cả các thằng khó về tiền tệ. Thằng nào cũng giao dịch theo kiểu là chần chừ và giảm dần, theo biên giảm dần từ từ ha. Đấy, thì do đó là ngày hôm nay chúng ta theo dõi UZ, chúng ta có thể theo dõi NU, chúng ta nên theo dõi NU và chúng ta theo dõi NCRF và NCAD nhé. Đây là những con tôi đánh giá thấy ok. Còn một biên độ khác nữa là mình cũng có thể theo dõi luôn luôn AN. Đấy, AN thì đoạn thời điểm hiện tại như hôm qua live thì tôi có chia sẻ, nó chạy vòng vòng ở trong một cái biên tăng giá tích lũy mà thôi, đúng không? Chạy vòng vòng biên tăng giá tích lũy mà thôi. Thì chúng ta sẽ căng, chúng ta đánh một là nó quay về nó từ cái cạnh trên của biên thì mình đánh. Nhưng mà thực ra kịch bản an toàn nhất nhé là chúng ta đợi nó đánh break ra khỏi cái thế tam giác này. Đây là vùng hỗ trợ nhé, Demenzone, để đánh break ra khỏi cách hồi phục lại quanh phạm vi 9058 lần. Chúng ta căng xem, đấy, chúng ta sell drop xuống tới phạm vi như này luôn. Tỷ lệ rất là cao nhé, SL vượt quá khỏi trên này tầm khoảng 35 pip á. Rất xuống này đang tầm khoảng 90 pip, tỷ lệ 1:3. Đây là AN nhé, có nghĩa là gần như ngày hôm nay tôi thấy con N tụi nó là setup đánh lên. Và còn các cặp khác thì lại không quá rõ ràng. Thì mình xem xét và mình đợi thôi nhé, nhớ là diễn ra đúng kế hoạch thì mình mới giao dịch nhé. Còn bàn một chút xíu về Gold thì Gold ngày hôm nay, hôm qua thì nó cũng rơi như đã định, nhưng mà nó không vượt quá khỏi cái vùng 191X. Thì do đó là tụi nó lại tiếp tục nén cho một biên nữa thôi. Nếu như biên không có nghề những chiến lược canh mua nhé, thật sự nha, không có nghề những cái chiến lược canh mua nha. Mình cứ theo dõi và tôi khuyên ngày hôm nay chúng ta sẽ nên đứng thôi. Gold ngày hôm qua nó giảm nhưng mà nó giảm không xong, thì do đó là ngày hôm nay cũng nhọc lắm, mình sẽ không nên giao dịch được đâu. Rồi, các tổ chức thị trường hôm nay sẽ là như vậy. Nếu như thị trường có dao động trong biên thận trọng thì bộ đồng người cũng sẽ không phải thận trọng em. Thị trường đang chờ đợi thì mình cứ đợi chờ thôi, không như cơ bộ hết. Chúc tất cả chúng ta sẽ có được một ngày giao dịch thực sự thành công, hiệu quả và an toàn nha. Bye bye.